Hello mọi người, bắt đầu thì mình từ Long Khánh đi trở về thành phố sau kỳ nghỉ lễ, mà không ngờ hôm nay nó quá ư là đông. Tại vì mình tưởng tượng là mình đi về, nhưng mà thực chất là tất cả mọi người đi chơi từ Phan Thiết, rồi Cha Trang hay là Bà Nà, Đà Đá, rồi cái họ đi xong rồi. Bây giờ một ngày, bữa nay là tôi đi về để ngày mai tôi đi làm, thành ra ở những cái chỗ này, đây là trạm dừng chân, quá trời đông luôn. Đây, trạm dừng chân. Cao tốc mà nó kẹt xe luôn, cứ ngắt luôn. Thực sự là ấn tượng, đó là một cái kỳ nghỉ lễ của toàn dân Việt Nam ở trong thành phố Hồ Chí Minh đi chơi. Bây giờ là họ đi về, nhưng mà họ ghé vào cái trạm dừng chân này để mà uống nước, ăn uống các cái. Đây có trạm xăng, nhà vệ sinh là đầy đủ. Thực sự là đông, đông kinh khủng luôn. Quá trời đông luôn. Đây, nhà chỗ này là trạm dừng chân. Cà phê, bánh trái, bánh bao, tất cả các thức ăn. Đó, thực sự là ấn tượng. Rồi tất cả những gia đình đi chơi về, quá trời luôn. Kẹt đường, kẹt xá hết trơn trời. Cao tốc còn kẹt cứng luôn. Cao tốc cũng kẹt cứng luôn. Quá trời là xe hơi. Đây toàn là xe nhà không nha. Đây toàn là xe nhà không, không có xe nào của khách hết trơn rồi. Toàn là xe nhà không. Dân thành phố, ở thành phố Hồ Chí Minh đi chơi đó, quá trời. Kinh khủng luôn. Quá xịn. Đây, trạm dừng chân nghỉ cao tốc Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây. Đó. Trạm cao tốc thì những người làm vệ sinh họ quét từ chỗ rác luôn, rất là sạch sẽ. Cà phê, cà pháo, nước uống, các cái đủ thứ, sữa tươi, sữa đặc, da ua, rồi khác, dễ khác, rồi quá trình. Ở đây có trạm đổ xăng nữa nè, rất là tiện, rất là tiện. Lượng người đưa đổ về thành phố càng ngày càng đông. Tối chủ nhật tất cả mọi người về thành phố Hồ Chí Minh để sát bay thứ hai họ đi làm, cho nên ra khiến cho ở đây nó kẹt xe, kẹt tất cả mọi người. Quay một chút cho mọi người tham quan tham khảo thôi. Đó, đời sống người dân ta lúc này càng ngày càng lên cao, và cho nên ra nhà là cũng có xe hơi cả, và những cái buổi chiều cuối tuần không kể ngày lễ họ cũng đi chơi. Nhưng ngày hôm nay hơi đặc biệt, lễ 2 tháng 9, ngày độc lập, Tết độc lập của đất nước, cho nên việc đó họ đi rất là đông, và bây giờ họ về cũng rất là đông, cho nên ra kẹt cứng luôn. Ok thôi, bye bye mọi người nha. Đây là trạm dừng chân lần nữa này đó, trạm dừng nghỉ cao tốc Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây, sáng rực đông nghẹt. Ok, bye bye mọi người.